em là một đứa trẻ ích kỷ như vậy tao xin lỗi ba má mày thất bại cái chuyện dạy mày rồi mẹ mà em thương con trai riêng của chồng sau còn cho đất xây nhà và cưới vợ nó trời ơi sân si sân si quá ba má mình đi thương người ta mà có xong mình sân si tại sao mẹ em thương người này người kia hơn chị nói em nghe nè nếu em là một đứa trẻ ích kỷ như vậy tao xin lỗi ba má mày thất bại cái chuyện dạy mày rồi tại vì mày lớn lên mày chỉ ngồi trông chờ vô tiền của đất cát của ông bả tại sao mày không tự nỗ lực đứng lên đi tại sao mày không mua đất cát ngược lại cho ông bả tại sao mày không cho tiền ông bả lại mà mày đi sân si với lại anh chị em của mày chị nói thiệt với em luôn á là chị sẽ không bao giờ đi sân si với em út của chị về cái chuyện là uh, chị nhi ơi chị nhi ở bên đó chị nhi về có dành đất cát không tao nói má tụi mày ở với ba má thì tụi mày dành luôn đi tao không có cần thì nó dành cái chuyện đất cái của ba mẹ thì nó phải đi lo mồ mã cho ông bả tao không có hơn thua gì cái chuyện đó hết á tụi mày là anh là em mà tụi mày hơn thua sân si nhau ba cái đồ yêu này để làm cái gì vậy tàu lao tàu lao dễ sợ luôn á nó thương ba má em có thương ai có cho ai tiền dụ dù, dù người ta có cho người dân cũng không liên quan gì đến mày tiền của ổng bả ổng bả làm cái gì là chuyện của ổng bả tụi mày không có quyền tụi mày không có quyền thậm chí ba má em có tiền mà không nuôi em em cũng không có quyền chửi họ nữa <laughs> họ mất dạy là cái sự dọn lựa của họ tụi mày cũng không có quyền chửi họ đâu chị có chị có quyền gì để nói với mẹ chị là tại sao mẹ chị không có nuôi chị không mẹ chị sao khốn nạn vậy tao không có quyền tao không có quyền được chưa đó là cái sự chọn lựa của họ đó là cuộc đời của họ đó là cái cách họ muốn sống và em ơi đó là cái chọn lựa của ba má em đó là cách sống của ba má em đó là tiền của ba má em họ thích cho đứa con nào đó là quyền của họ và họ không cho mày cũng là quyền của họ không sân si với ba má nữa đó không phải là tiền của mày đi ra dọn ra ở riêng tào lao suốt ngày suốt tháng đi vô ba má không cho em đất ba má không cho em nhà ba má không cho em cái này ba má không cho em cái kia ông bà cưng cháu thì mình nên làm thế nào hả chị đầu tiên em phải biết được là cái người mà em gọi là ông bà của con em á đó, đó là cha mẹ của em mà đã là cha mẹ của em thì em có một phần gì đó gọi là cái mặt cảm xúc em vẫn còn nghe lời họ em vẫn còn để cho họ lái em hoặc là em vẫn nghĩ là cái quyết định của họ sẽ quan trọng hoặc là một phần gì đó em đang lệ thuộc với họ có thể em đang lệ thuộc về tài chính có thể em đang đi làm và gửi con với họ hoặc cũng có thể em vẫn còn ở nhà theo kiểu ở rẻ hay là làm con giàu đại loại những cái gì mà em vẫn còn vướng tới cái chuyện là em ở nhà người ta và em vẫn còn dưới cái sự kiểm soát của người ta em không có quyền mở miệng nói gì hết á ok dù mà mày đã có con rồi cái cách để giải quyết vấn đề là sao đơn giản lắm nếu như em thật sự muốn dạy con theo cách của em hãy đem con ra ở riêng hãy chịu trách nhiệm như một thằng tay như một con tay đi sáng đem con tới trường chiều đón con về tối tắm rửa cho con giặt vũ cho con dạy dỗ con đó là cuộc đời em muốn đúng không cuộc đời em muốn thì làm đi còn nếu không thì ngậm miệng lại mày vẫn còn ăn bám cha mẹ đem con đem cháu về gửi bên nhà nội nhà ngoại xong rồi thắc mắc tại sao ổng bả cưng cháu ổng bả dạy cháu theo kiểu của ổng bả con của chị eva nó không có cần phải đi qua nhà nội nhà ngoại ok chị tự chăm nó chị tự quyết định cuộc đời của nó chị giúp việc trách nhiệm của chị chỉ là nấu ăn và giặt giũ và dọn dẹp nhà cửa cho chị để chị có thời gian để chơi với con và dạy con hai cái chuyện đó nó hoàn toàn khác nhau chứ không phải là chị giúp việc của chị dạy eva no cái người dạy con chị là chị Ok Nhưng chị thà có một người giúp việc để người ta dọn dẹp Giặt vũ cho chị để thay vì cái thời gian chị làm cái chuyện đó Chị sẽ dành thời gian để nạp kiến thức cho trong đầu của con Dạy cho con mình cùng làm cái chuyện đó với chị giúp việc Eva nó biết nấu ăn, nó biết đem đồ dơ ra máy giặt cho chị Nó biết lấy đồ chán ở trong máy rửa chán ra cho chị hết Ok Chị dạy con chị từ nhỏ là không có cái chuyện công chúa với hoàng tử ở đây Ok Thầy dạy giỡn mà Ba mày nói mày công chúa phải không Ba mày xạo đó mày không phải công chúa đâu mày chỉ là thường dân thôi ok mày phải học như một người thường dân khác làm ơn học rửa chán nấu cơm bưng bê đi mấy con mấy cưới mấy đứa chị không có nói là chị em con gái em liệu yếu đầu tư em không muốn học mấy cái đó em học cái đó không phải cho mấy thằng này em học cái đó cho em bây giờ em sống một mình em cũng phải biết chiên cái trứng để ăn với cơm không phải làm cho bất cứ người đàn ông nào hết em làm cho em rồi quay trở lại với cái chuyện ông bà cân cháu thì giờ em phải làm sao hmm, đơn giản lắm em không làm gì hết dọn ra ở riêng ok và nói với ba mẹ con lớn rồi con có cái cuộc sống riêng của con con sẽ tự lo cho cái chuyện dạy con cái của con ok và con cảm ơn ba mẹ đã dạy dỗ cho con đến ngày hôm nay nhưng mà con đâu có can dự vô cái chuyện ba má dạy con làm sao đâu đúng không thì cũng hãy để cho con tôn trọng cái chuyện con sẽ dạy con con như thế nào hai nhà hai bên của chị không có ai có quyền đi vô nói với chị làm sao để dạy ba hết đó đó là cái quyền của chị đó là con của chị và khi em có con em phải tự biết con của em trách nhiệm là của em không có ai đi vô đây để nói với em làm sao để em dạy con em hết á người ta không có quyền và nếu em cho người ta có quyền đó là do em không đủ bản lĩnh để dọn ra ở riêng và em không tự lập về tài chính em vẫn còn lệ thuộc về họ về thời gian và tiền bạc hay là về nhà cửa hay là nhờ sự giúp đỡ của họ cháu em hỗn với mẹ em quá mà không dám hỗn với em thì phải xử lý sao chị trời ơi nó hỗn với mẹ mày chứ nó có hỗn với mày đâu nó hổ với mẹ em là bởi vì mẹ em cho phép, mẹ em cho phép thì đó là chuyện của bà. Nó đâu liên quan gì đến em. Trời ơi mày rảnh vậy ư, ừ, em thương mẹ, em muốn bảo vệ mẹ, bà không cần mày bảo vệ. Bà tự lo được cho bà, bà người lớn mày kêu bà là mẹ của mày thì bà già hơn mày, bà phải khôn hơn mày chứ. Trời ơi, tụi mày cứ cứ đi vô dài tay chuyện của phụ huynh phụ huynh muốn cho ai leo lên đầu lập bàn thờ phụ huynh muốn leo lên đầu muốn một đứa con nít đi vô mà cưỡi lên đầu bà nội bà ngoại chửi rủa hỗn hào là do bà ngoại bà nội muốn như vậy bà nội bà ngoại ok với cái chuyện đó chờ em phận làm con ngậm miệng đi ra ông bà không có không có nói chuyện với mày vậy cho mày hỗn là mày bị ăn cái dép á chứ con nít là nó dễ thương nó biết cái gì ờ ừ, nó không biết gì hết á được chưa cứ để cho họ nuôi như vậy đi rồi họ tự nhận báo lại liên quan đách gì đến mày không có liên quan gì đến mày đó là cuộc đời của ba má mày ba má mày chọn như vậy bớt dài tay bớt rảnh chuyện bớt nè kéo kéo ghế vô đây bớt rảnh hàng đi đừng có rảnh hàng nữa đừng có rảnh hàng nữa các không đừng có rảnh hàng nữa nghe cái khúc mà thì thầm bên lỗ tai chưa chứ vậy mà hát 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 miết tụi mày đâu có nghe nữa đâu giờ tao hát nhỏ nhỏ thôi tao hát nhỏ nhỏ thôi nghe không đừng có rảnh hán nữa nói như eva nói hồi não đó hồi nãy eva nói rồi đừng có tào lao nữa Bớt bớt tào lao đi Đừng có tào lao nữa Ok như thường lệ Đừng có quên like, share và subscribe cho kênh của chị Chị sẽ quay trở lại với các bạn